phần đấy chị. Vâng, và hiện tại thì bò 03 đang đẩy lùi bò 20 nhưng rất chậm rãi. Đang đi ra ngoài này quay cũng chạy bò một tí rồi. Bò 20 đang đẩy lùi bò 03 rồi. Chiến đó, cần nữa, hắn tao chỉ cho mình con chiến đó, mà tất cả nữa. Vâng, và chúng tôi cảm nhận được sự sốt ruột của hai chủ bò đang đứng ở bên ngoài sân. Còn thế là nữa, thì tao mới nhìn xuống nữa. Thời gian đang trôi đi khoảng 12 phút rồi, nhưng trận đấu vẫn chưa được phân định. Anthony ra xin lỗi nữa. Chán đi chán mê thế nữa thì ta chạy cho loan đỏ nữa. Và theo quan sát của chúng tôi hiện tại số lượng bà con cũng như là khách đến từ các huyện bạn cũng đang đến ngày và đông. Hiện tại sân trung tâm sới trọi bò đã không còn một chỗ trống rồi, và số người đang trên đường xuống sới trọi thì vẫn còn đang rất đông. Do đó có thể thể hiện rằng sự thành công trong cái chương trình lễ hội ngày hôm của xã Hoa Lâm thứ nhất này rất là tuyệt vời. Ta tưởng tất cả nó đây nó. Bò 20 đang đẩy số bò xuống thứ 3 rồi. Hai đoàn này là thọ từng rò như bò. Nó chỉ là thịt thôi. Bò số 3 đang cán dừng bò số 20. Bò chống đỡ. Ta tưởng đi ra xin lỗi từ thay từ mà để các thác cũng phút thác cả nữa. Ồ, thế này trực tiến nữa. Tích cho mình với một là họ thay đổi này sẽ chuyển nó nha, bọn nó thay thế nào. Thời gian thi đấu giữa hai đội thi bò này đang hiện tại thì phần đầu tiên đang đóng cửa được khoảng 18 phút rồi. Anthony đó mua tế là nữa mua lên đánh cỏ lệnh hình nhân tế nữa. Không tốn nhiều sức lực. Đi trận không về bên bóng đá cấp hành về thì mua đánh cỏ phút trình nữa. Đó là có tế nhập của hắn nhìn rõ phương để nhìn rõ đẻ ra cái là hắn nữa. Oh,
Bò mã số 3 anh 20 đến từ 130 bước nhưng bò mã số 3 anh không qua. Sửa nữa tụi anh và dường như anh gõ này sửa là chiếu chén à có ba hai nhìn nữa nhìn kiến đó nhìn kiến đó sửa chén đó là trong miền trung đâu nữa chữ chén chữ chén này sẽ là sách chỗ tụi này nữa ít tụi này chép một tập một toàn tụi này ít tụi nhất là chỉ chén là bảo làm nữa là bán lò này nữa à tuần rồi nhá chắn rồi sẽ phải xét chắn rồi. Chuyện cứ yên rõ xuống để những lo này à tuần những lo nữa. Đến từ xã Hòa Thuận. Chấp à, nè. Rất hay. Sau một thời gian suy nghĩ thì bò 19 đang tung ra cái miếng đòn đầu tiên rồi và để lùi bò 09. Với những cặp sừng nguy hiểm và thể lực ngang nhau thì chỉ cần có một chút sơ hở thôi thì sẽ phải trả giá bằng cả một trận đấu. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem liệu bò số 19 hay bò số 09 sẽ giành chiến thắng ở trong cặp đấu này. Rất tốt. Đâu, cái này kia đó. Một phó lắc sừng vẫn chiến thắng mạnh. Nó đẩy lùi số 19 rồi. Để nó tham ăn nữa, để tham ăn nữa. Khi tiến nữa. Khi tiến nữa, khi tiến nữa. Tự nhiên là thị trấn này just kill her, nó sang chiến nữa. Nó xin chuẩn giản nữa, đến đây thay cung mạng nữa. Hiện tại thì hai bò đang ghi sừng vào nhau. Lợi thế vẫn đang dành cho bò 09 đến từ xã Hòa Toàn. Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là thì như cha như cô này nhà đi tiền đấy, ô con đọc tờ nữa. Ôi, chắc có một đứa, chắc có một đứa. Cũng phải chắc có một đứa. Ê, chắc có một đứa. Mình chạy nữa, chắc là đứa mình chạy nữa. Mình nhớ kiến nữa. Anh chết chưa rồi đấy, chém một trà nữa, chém một chát rồi chết ra cái một túi đỡ lên roi chén rồi. Giờ chuyển lên roi thì người chỉ chết tần trái nữa. Nên tán gì nữa, nên sẽ đặt tán nữa, á tới như thủ chức sinh nhân rõ không hiểu rồi, tới cái trái tớ nào. Cũng tịch cung sư, cung chế tỉnh chế sức rồi. Rồi lấy một cái tình chế tả lúc đấy nữa, xoan rồi nữa. Đừng dừng chảy nữa. Ôi, đưa mình thở thở chút nữa. Ôi, xúc kìa nữa. Trời kìa. Ôi, xúc kìa, xúc kìa, xúc kìa. Ôi, cầm mát rồi hả? Ôi, tụt cầm mát rồi hả? Cha thử rồi, cha thử rồi, trò khám mùa hả? Đi trò khám mùa hả? Trò khám mùa chỉ nữa, nữa, nữa. Mắc cầm nữa. Mắc cầm, mắc cầm, mắc cầm nữa. Trời kìa, trời kìa. Ôi, trò khám mùa hả? ตะนูมักตะนู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 ต
Nó cũng gạt cờ nữa. Tết khá muộn rồi nữa, tết khá muộn nữa, tết khá muộn nữa. Như kia nữa, như kia nữa. Kiểu nữa. Nơi sân nữa, bắt đầu sân chiến nữa, những con chiến nữa. Sân chiến nữa, sân chiến nữa, những con chiến nữa, sẽ là sát chiến nữa. Ồ, lắm gì nó khái được chứ nữa, sẽ là sát phản lấy chiến nữa, sát được chiến nữa, sát phản lấy chiến nữa. Ồ, nó đúng, đọc tả ơ, ồ, ạc chiến nữa, những chiến nữa. Những chiến nữa, những chiến nữa, những chiến nữa, những chiến nữa, sức của nó chiến chiến nữa. Ồ, bởi chả hãy tấn nữa, nơi sân nó thì hãy tấn nữa. Ồ, nhảy tấn nữa, chỉ cái tôi ý nữa, hãy tấn nữa. Hãy tấn nữa. Ông áp tần nữa, chỉ có tần sinh sản nữa. Đó, nó phỏng thứ nữa, xong rồi nó cả nó dịch kiện nữa, dịch kiện nữa, nên là dịch kiện nữa. Dịch kiện nữa, áp cú thôi, cái dịch kiện nữa. Còn nó chít cả nữa, tần nó chít nữa. Nên là một số quả chi nữa. Đấy còn, đấy còn, ghi rồi, ghi hình rồi, ghi rồi. Nè, à, từ hắn thì nằm bằng đấy cờ nữa, từ hắn thì nằm bằng đó hành nữa. Từ đây nằm bằng đó dân cờ nữa. Sẽ, sao từ hắn thì dân rồi chả nữa, sẽ là sách chỗ nó, lên đó, anh đòi xin chả nữa. À, anh đòi xin chả nữa. Sát rồi đó, ơ, tin gồm tiền rồi nữa. Ồ, anh đòi xin chả nữa, tao kìa nữa. Anh đòi xin chả ô đồ nhặt cờ nữa, ô đập kia lên tạt đi nữa, đó
sang cho anh lấy cho. Được, tới anh về anh chọi lại. Ép hẳn vào thành kia đi. Nhất chỉ là tính nữa, nó sẽ nữa, có gì nữa. Ừ.
giờ xưa nữa, chỉ cần đến giờ nữa. Hay quá hắn bò. Đi xe gì không? Sai rồi, quay qua hắn bò đây này. Chưa phủ đấy. Hai con này hút dài quá nhỉ. Dài thật đấy nhỉ, đứng lì đấy nhỉ, rất là chưa tưởng là thua rồi, nó vẫn chưa thua rồi, đánh cờ đó, dồn vào góc đường cùng kia rồi hả, ui, dồn vào góc kia rồi, dồn vào góc chân tường rồi, ui,
chạy 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 ch